Dạ, đội hiệp sĩ Nguyễn Thành Bình Dương xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Dạ, trong thời gian vừa qua, một cái câu chuyện vô cùng phức tạp, một gia đình về đây báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm một thiếu nữ năm nay 13 tuổi và một gọi là bé trai năm nay trên dưới 10 tuổi. Dạ, câu chuyện thật là vô cùng phức tạp. Anh em hiệp sĩ Bình Dương đã phong tỏa và đăng tải video lên. Thì hiện nay thì anh em hiệp sĩ Bình Dương nắm bắt được thông tin chính xác là hiện nay hai bé, một bé trai bé gái đang sống nhờ và bọn đang một người giúp. Thì câu chuyện nào kính mời cô chú chị bạn tiếp tục theo dõi hết video này. Rồi xin chào em trai nhé. Dạ. Rồi em có thể em giới thiệu em họ tên là gì? Dạ, em tên Nguyễn Minh Giàu. Nguyễn Minh Giàu ha. Dạ. Mình nguyên quán ở đâu em? Dạ, ở Đồng Tháp. Đồng Tháp ha. Dạ. Em nhiêu tuổi rồi? Em nay 34. Hôm bữa là gia đình mình đúng không? Dạ. Báo tin nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin để tìm gọi là người thân phải không? Rồi em có thể em chia sẻ lại cái câu chuyện đó để cho các cô chú anh chị nhiều khi mọi người chưa xem được. Rồi mời em. Thì hôm bữa em có nhờ anh Hải với anh em ở đây đăng video lên đi tìm đứa con của em với đứa cháu. Ngày nay cũng tìm được rồi. Hôm bữa thì em về đến báo tin thì em nói rõ hơn ấy, là con em đi đâu và làm gì, tại sao đi, đi ngày mấy? Em không biết đi ngày mấy, nó tại vì em không có ở gần mấy đứa nhỏ này, tại nó ở sống với ông nội với bà ngoại. Rồi em đi làm gỡ tiền về thôi. Rồi nay đi cũng 2 tháng mấy. Đi 2 tháng mấy? Dạ. Gọi là mất tâm mất tích luôn. Dạ. Rồi là gia đình mình về đây nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương để đăng tin, đúng không? Dạ. Thì các anh em đăng tin lên thì cũng rất may mắn. Dạ. Thì anh em cũng đang xác minh và biết được thông tin chính thức là cháu của em và con trai của em. Dạ. Họ đang lương tựa vào một ngôi nhà bởi vì đói phiêu dạt. Dạ. Vì vậy nhà anh em báo tin cho em. Và hiện nay em đã đưa các con và cháu về đây. Dạ. Để báo tin cho anh em hiệp sĩ Bình Dương cũng như là đăng tải thông tin lên để cho cô chú anh chị mọi người biết ha. Dạ. Rồi, em có thể em giới thiệu là con trai của em họ tên là gì? Dạ, con trai của em thì Nguyễn Minh Có. Ừ. Cháu gái em tên Nguyễn Thị Thảo Nguyên. Ừ. Thảo Nguyên là sinh năm mấy? Em cũng dạ, 2010. Năm nay 13 tuổi ha, Thảo Nguyên ha. Con Thảo Nguyên con còn học không? Dạ nghỉ rồi. Con nghỉ lâu chưa con? Dạ mới đây. Mới đây ha. Ba mẹ ở đâu rồi? Ba mẹ bỏ. Ba mẹ bỏ. Hiện nay con sống với ai? Dạ ông bà ngoại. Ông bà ngoại. Đúng không? Chú con có thể con nói rõ hơn tại sao mà con lại rủ em trai đi? Con muốn ở chung với cậu ấy mà ngoại với ông ngoại ép con ở dưới. Thế con muốn ở đâu? Con muốn đi theo bà ngoại. Muốn về theo ông bà ngoại. Con không muốn ở với ông bà nội đúng không? Phải không? Hay ai? Cậu Bảy. À cậu Bảy. Cậu Bảy có đánh con không? Không đánh sao con lại không muốn ở? Dạ con bán trái cây cho cậu Bảy rồi. Cái nói là con đốn tiền con không chịu ở. À đó là thiếu tiền đúng không? Giấu tiền. Giấu tiền nha, thực sự con có giấu tiền không? Thật không? Ừ. Thế tại sao con không chia sẻ với cậu? Vợ dạ, cậu nói mà. Vợ cậu nói. Thế tại sao con không nói chuyện với cậu? Nó không được gì đâu. Nó không được hả? Xong con bỏ đi. Đúng không? Thế con có chia sẻ với ông bà ngoại không? Có. Ông bà ngoại nói gì không con? Dạ, nói mẹ ở đây đi. Ở đây đi, sao con không ở mà con lại đi? Con không chịu đi cậu Bảy. Mà ngoại kêu con ở đó. Ngoại kêu con là cứ đi đúng không? Kiểu như là kêu ở đó ngoại con không chịu. Cậu có chửi không? Dạ không, bà nói là nhốt tiền này kia con không chịu con đi về đây. Giấu nhiều không? Con không biết, kiểu như là bán không được. Rồi cái bán nó nhốt tiền. Nó là con đi bán hàng, thế hàng ngày con đi bán hàng hả? Dạ. Con đi bán hàng gì con? Dạ kiểu như lúc trước thì con mới nhớ cây cho cậu con. Giờ bà ấy lỡ thì bán rau cải. Con ra con bán phụ đúng không? Dạ. Xong nói là con giấu tiền. Dạ. Nhưng thực sự là con không giấu tiền. Dạ. Con được mấy anh em ruột? Dạ ba. Ba con là thứ mấy? Dạ thứ hai. Ba mẹ đi đâu rồi con nói rõ hơn. Dạ con không biết. Ba mẹ bỏ lâu chưa? Dạ lâu rồi. Bao nhiêu năm rồi, con có biết mặt ba mẹ không? Dạ biết. Ba con tên gì? Con không biết tên ba, không biết tên mẹ. Trời ơi, không biết tên ba luôn. Biết tên mẹ. Các em của con đang đâu rồi? Dạ con nhỏ, ba là ở chung với ba, kiểu như là nó là cha ruột. Còn thằng Út á thì ở với mẹ. Mẹ con thường xuyên bây giờ có đến thăm con không? Vậy là mẹ con bỏ con lâu chưa? Cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Bao nhiêu thời gian rồi mẹ không về thăm con?
Mẹ mới về hôm Tết giờ thì đi rồi. Tết về mua có mua gì cho con không? Dạ có. Mua gì? Mua đồ. Mẹ con lấy chồng khác chưa? Dạ rồi. Lấy chồng khác luôn hả? Con có biết mẹ ở đâu không? Dạ không. Không luôn. Mẹ không nói không cho biết hả? Dạ. Thế con ở ông bà ngoại có vui không? Dạ vui. Vui nha. Ông bà ngoại có chửi bới con không? Làm sai ông ngoại mới chửi. À, sai chửi là đúng rồi. Đúng không? Không được buồn ha. Mình nhầm sai mà mình là con cháu. Nghe không? Nhưng mình không được cãi lại nghe không con? Thế bây giờ cho chú hỏi này. Thế con không muốn sống với cậu Bảy nữa. Đúng không? Tại sao con không nói chuyện với ông bà ngoại để ông bà ngoại biết hướng để giải quyết? Con nói gọi nhưng mà ông ngoại không chịu. Không chịu là sao? Nghĩa là kêu con đến đây hoài con đâu có chịu. Con ở đó khổ lắm đúng không? Ở đâu? Có được ăn uống đầy đủ không? Dạ có. Kiểu như là con ở dưới mà bị nói là giấu tiền con. Chỉ con tức nhất là cái tội của nó là con giữ giấu tiền đúng không? Thế tại sao con không nói là con giấu tiền chi? Con đâu có lỗi lấy tiền đâu. Sao con không nói rõ nè? Con trình bày nha. Kiểu như là bá nhậu xong rồi cái bá nói người này người kia vậy đó. À, kia học lại nói sao, lại với con. À, con là vợ của cậu Bảy đúng không? Nhậu với người khác, xong kể chuyện với người khác lại nói chuyện với con là con đi bán hàng đúng không? Con giấu tiền, vì vậy con ghét con bỏ đi luôn. Trước khi con bỏ đi là như vậy là con tính đi đâu đây? Con cũng chưa biết con đi tới đâu rồi, con đi tới đó. Con cứ đi lang thang vậy thôi. Sao con đi con không đi một mình nhỉ? Con rủ em đi. Đi chung cho vui. Đi chung cho vui. Thế con không sợ đi chung cho vui người ta bắt cả hai đứa sao? Người ta bán luôn này, mổ đi, lấy lồi tạng sao? Con không sợ? Con chưa tới mấy điều đó. Chưa nghĩ tới điều đó ha? Dạ. Thế những ngày qua con sống ở đâu và con làm gì sống? Dạ lúc trước thì con xuống cửa lốc, con bán phụ anh con kiểu như là quen rồi cái kêu anh hai, anh ba vậy á. Bán gì? Dạ bán nước. Anh ruột hay gì? Dạ không, kiểu như là đi chơi chung rồi cái ổng lớn tuổi hơn kêu anh hai vậy. À lớn hơn kêu anh hai nên thực sự không phải người nhà đúng không? Dạ. Người ta có làm gì con không? Dạ không. À, con có sống chung ở đó không? Dạ có. Sống mấy ngày? Dạ được 5-6 ngày. 5-6 ngày ha. Xong rồi cái ba mẹ của người ta biết không? Ba mẹ không đi Bình Dương rồi. Ồ, à, vậy là chỉ còn mỗi anh hai ở nhà thôi. Dạ. Gọi là các anh hai, gọi là anh bạn đấy, nhưng gọi là anh hai. Dạ. Lớn tuổi. Dạ. Người ta có làm gì con không? Con nói thiệt đi. Dạ không. Chắc ăn không? Chắc. Sao chú có hình ảnh tùm lum tà la cả luôn? Có không? Dạ không. Không đúng không? Thế con đi như vậy thì con có thấy khổ không? Hàng ngày thì con ăn mặc ở đâu, quần áo ở đâu mặc? Đi vậy cho biết người ta. Đi vậy cho biết người ta. Biết là chưa đi thì chưa biết xứ đông đúng không? Đi rồi thì biết thấy khổ thân ông thế này. À, bây giờ đi thì con thấy sướng hay khổ? Dạ. Biết với người ta rồi đó. Bây giờ con biết với người ta chưa? Đúng không? Thấy sướng hay khổ con? Dạ khổ. Ở nhà được ăn, được uống, được mặc, được tắm, được giặt, tối ngủ trên giường, trên lèm đúng không? Đi biết với người ta thì hiện nay là con đang ngủ đường, ngủ bờ, ngủ bụi, ngủ ống cống. Đúng không? Dạ. Con thấy như vậy là những hàng đêm con ngủ mà con tỉnh vô tình trời mưa đấy mà con vô tình con không ngủ được ấy, con giật mình dậy ấy, con thấy con cảm giác sao, con có sợ hãi không? Dạ không. Không sợ sao, không sợ con? Điều đó chỉ là bình thường với con. Hả? Dạ bình thường. Bình thường á. Bây giờ con mong muốn nhất điều gì? Con cũng không biết. Không biết nè. Con có mong đi học nữa không? Dạ không, con muốn đi học nghề. Con muốn học nghề, con muốn theo con thích học nghề gì đấy? Dạ làm tóc. Làm tóc ha. Con mơ ước làm tóc đúng không? Để sau này có nghề đúng không? Thế về nói chuyện với ngoại nha. Để ngoại giúp hỗ trợ con. Để làm tóc. Để học nghề. Học nghề là mình phải đứng đắn đi học nghề là học nghề chứ học nghề không có tầm bậy. Rồi cho chú hỏi tiếp. Trong những ngày qua ấy, cả mấy tháng qua hơn 2 tháng đúng không? Con đi là ở mấy ông anh hai đầu tiên này đi ở đâu nữa? Dạ kiểu như là đi. Con cũng nhớ nó đi. Không nhớ thì con gặp ai này? Chơi với ai này, ngủ ở đâu này? Đi xuống Vĩnh Long chơi. Vĩnh Long luôn? Dạ. Rồi chơi với ai? Không có chơi ai, đi chung với nguyên đám. Nguyên đám mấy đứa? Dạ 6 đứa. 6 đứa, những đứa kia là họ tên là gì, nhà ở đâu? Con không biết họ tên, con chỉ biết nó không rồi. Con gặp ngoài đường thôi đúng không? Dạ đúng. Xong đi chung? Dạ. Mấy đứa nó trai hay gái? Dạ, có trai có gái. Mấy đứa trai, mấy đứa gái? Dạ 3. 3 trai là mấy tuổi? Dạ 1 đứa 13, 3 đứa 13. 3 đứa 13. Còn này là 12. Còn này 12. Dạ. Rồi, thế chờ những ngày đó là có ai làm gì con không? Dạ không. Sao chú thấy bảo có ôm hôn mà? Có không? Dạ không. Đứa nào ôm? Con gái. Con gái ôm đúng không? Ôm hôn luôn. Đúng không? Hôn mấy lần? Dạ
kiểu như là ba bốn lần. Ba bốn lần, sao con trai không ôm hôn mà con gái ôm hôn? Không thích con trai. Không, con không thích con trai. Ồ. Từ trước giờ là sau này bây giờ trở đi là con có thích con trai không? Dạ không. Con thích con gái. Ồ, vậy là khó rồi đây. Sau này con mơ ước nhà là hàng làm tóc. Nhưng con có mơ ước lấy chồng giống người ta không? Dạ không. Sao kỳ vậy con? Thế con có mơ ước sau này là sống với người phụ nữ khác không? Mong muốn không? Muốn sống với người phụ nữ khác mà không muốn sống với đàn ông đúng không? Rồi chú hỏi vậy thôi, rồi cái này là cái việc của con. Để sau này con lớn hơn con sẽ quyết định. Còn bây giờ tuổi này rất nhỏ, con chưa thể quyết định được. Nhá, con cần gì phải nói chuyện với gia đình. Nhá, các cậu hoặc là mọi người thân hoặc bà hoặc ông bà ngoại ha. Con đi như vậy là những ngày đó có hôm nào con nhìn đói không được ăn cơm không? Dạ không. Thế còn cơm ở đâu con ăn, ai cho ăn cơm? Dạ mấy đứa kia. Mấy đứa kia tiền nó ở đâu có, ăn trộm à? Phun lửa. Hả? Phun lửa kiểu như là tối phun xong rồi cái sáng để tiền đó. À phun lửa. À con đi chơi với mấy bạn, bạn phun lửa đúng không? Dạ đúng. Phun lửa là đổ dầu em trai phun đúng không? Dạ. Như kiểu biểu diễn, như kiểu biểu diễn ngoài đường đúng không? Đường phố đúng không? Dạ. À, một đêm được nhiều tiền không con? Dạ con cũng không biết được, nó chia tiền còn. Chúng nó phun, chúng nó chia tiền, đứa nào phun nhiều thì ăn nhiều đúng không? Dạ. Nhưng mai đứa nào phun nhiều được ăn nhiều cơm không con? Hay ăn thịt nhiều không? Cứ như ăn cơm hộp. Cơm hộp giống nhau à? Dạ đúng rồi. Có đứa nào thịt nhiều không? Nhưng con không phun nữa, con được ăn thịt ít không? Dạ không. Hay là chia đều cơm? Dạ chia đều. Mỗi đứa một hộp luôn? Dạ. Hộp cơm mấy ngàn con? Dạ 30. 30 luôn? Ồ, có trứng có thịt không? Thì người ta bán sao ăn dễ chút. Ồ, sao? Em ta xuân xuân như này thì ta gió đi. Em ta em tắt nhạc đi em. Vậy là bán sao ăn vậy? Có hôm nào bị đói không? Không phun được lửa, trời mưa không phun lửa được không? Không. Không mưa nào, chúng biết mưa hoài luôn. Tại chứ nó có mưa. Ồ, ở quê này không mưa luôn à? Mưa 5 găm. Mưa 5 găm vẫn phun được. Dạ. Phun lửa con thấy đẹp không? Dạ đẹp. Đẹp, sao con không phun thử? Con phun thử lần nào chưa? Con không phun. Sao con không phun? Phun cháy tóc không sao? Cháy tóc hả? Chúng nó phun, chúng nó không sợ cháy. Người ta phun cho mình ăn thì mình cũng phải phun cho người ta ăn chứ. Nó phun kệ nó. Nó phun kệ nó hả? Khôn dữ hả? Thế con đi cái quãng đường thời gian vừa qua là mấy tháng là con đi ước lượng là khoảng bao nhiêu km? 1.000 km. Hơn 2 tháng mà. Đi nhanh không? Đi mệt không? Trời nắng có nón mũ đội không? Không có đi nha, đi ban đêm. Đi ban đêm thôi. Ồ, cứ băng băng trên rừng lội suối vậy đó. Trời ơi, con đi bằng dép hay đi chân đất? Dạ đi chân đất. Chân đất luôn. Con đi có ai dí con bộ tưởng ăn trộm không? Dạ không. Không à. Mấy đứa? Dạ lúc trước thì có 2 đứa mà giờ kiểu như là lên Ngô Rảnh rồi gặp mấy đứa kia cho anh. À kết hợp. Dạ đúng rồi. Đông Tây là kết hợp luôn, là thành chú Bắc luôn. Là đó tụi con ấy bên Hồng Ngự á là đi bán vé số, đi chung với đi bán vé số, bán phụ ngoại. Là con gặp tụi nó kiểu như là đó ghét nhau lắm rồi đi chơi chung. Xong rồi quen biết nhau. Rồi cái chơi được 3-4 năm gì đó. Xong rồi cái bà ngoại bắt con đi Long An. Còn hàng này với mấy đêm nó đi bán vé số. Rồi cái bữa đó con về. Xong rồi cái con rủ thằng này đi. Đi được 3-4 ngày đó con xuống Cầu Lãnh con gặp tôi nói rồi con đi tới giờ luôn. Ôi trời ơi. Thế là cái hôm vừa rồi chú báo tin cho gia đình là con đang sống ở gia đình nhà ai? Người ta có tốt không? Dạ tốt. Người ta cho ăn uống đầy đủ không? Dạ đầy đủ. Ê, hiện nay con đi trong vòng mấy tháng qua thì quần áo đâu mà? Dạ chị kia cho. Chị ngoài đường cho? Dạ. Đi đường đi đâu người ta cho ăn đó? Dạ. Mà có vừa không con? Dạ vừa. Vừa, không vừa phải vừa thôi. Đúng không? Dạ. Mình không đeo dây lịt thì mình buộc dây thun. Mà không buộc dây thun thì mình thắt dây dù. Đúng không? Có sao xài đỡ vậy chứ bây giờ mình đi xin mà. Đúng không? Tội quá à. Rồi bây giờ con đi như vậy là mai mốt con còn đi nữa không? Bây giờ con biết cái bằng nghề người ta rồi đó. Bây giờ con có đi nữa không? Dạ không. Thật không? Dạ. Bây giờ con đi nữa là mọi chuyện nó sẽ khác nữa. Nha, vượt xa khỏi tầm tay luôn. Mà con đi lần này nữa là không có cơ hội được quay trở về ngồi nói chuyện với gia đình đâu. Nha. Chú hy vọng là con đừng đi nữa. Hãy suy nghĩ lại trước khi đi đâu, phải hỏi chuyện người lớn đàng hoàng. Mình buồn, mình giận, mình cũng phải nói chuyện. Nha không? Không tự giác tự động đi mà lại bỏ đi, xong lại còn lôi kéo người nọ kia đi là người ta bắt, người ta bám luôn một lần một. Sang Campuchia thì con đã hiểu cái cảnh gì rồi. Nghe không? Tim gan phèo phổi này hiểu rồi, là vào thùng nước đá hết. Nhá. Chú nói chuyện rất nghiêm túc đó. Hiểu không con?
chứ không phải là giỡn đâu, không phải hù con đâu. Không đi nha. Con đi như vậy bây giờ con ngồi con suy nghĩ lại, con đi vậy con thấy con đi như vậy là sai đúng? Dạ sai. Sai nhiều không? Nhiều. Đi hơn 2 tháng mà đúng không? Ngọt bùi đắng cay lếm rồi. Chú hy vọng là sau này con trưởng thành, con suy nghĩ lại, con sẽ là một người tốt nhá. Được không? Được. Ừ, hứa với chú được không? Dạ hứa. Chú nói chuyện như vậy hợp lý không con? Dạ hợp lý. Ừ. Đó, cố gắng làm người tốt nha. Dạ. Không được làm một người xấu. Làm một người tốt thì rất khó. Khó là gì? Mình phải học hỏi. Nhưng làm một người xấu, một cái một là con thành người xấu luôn. Dạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Con ra con vi phạm pháp luật là một cái một là thành người xấu rồi. Nhưng mà làm người tốt là phải học, phải tập, phải khổ, đúng không? Để giống như người khác. Nhưng bây giờ mình đi thì rất khổ rồi. Được chưa? Không đi nữa ha. Rồi, cảm ơn con nhé. Rồi, bé trai cho chú hỏi con họ tên đầy đủ là gì? Dạ, con tên Nguyễn Minh Có. Nguyễn Minh Có, đúng không? Hôm nay là có hay là không có? Hôm nay là có đã xuất hiện đúng không? Thế có vừa rồi có đi đâu? Dạ, đi bụi. Đi bụi chi? Nói chuyện nhìn mà chú. Sao con lại không ở nhà, con lại đi bụi cái chi con? Em con ngủ rồi con đi. Em con ngủ con trốn đi luôn. Thế con đi như vậy là con không lo nghĩ à, ba mẹ đi kiếm à? Dạ nghĩ. Nghĩ sao con không quay về, con nói chuyện chị quay về đi con. Nói chuyện nhìn chú mà. Nhìn chú. Con đi như vậy tại sao con không nghĩ là, con biết là như vậy sao con không quay về? Con nhiêu tuổi này có? Dạ con năm 12. 12 con học lớp mấy? Dạ lớp 4. Bốn con biết chữ chưa? Dạ biết. Sao con không học tiếp mà con nghỉ? Tại sao? Nói chú nghe nào. Có đâu rồi? Dạ. Sao con không học nữa mà con nghỉ? Tại vì con muốn học. Con không muốn học thì con muốn đi đâu? Con muốn đi đâu nào? Con muốn đi theo ba. Muốn đi theo ba? Muốn đi theo ba tại sao nói chuyện với ba mà tại sao lại bỏ trốn như vậy? Thế hôm bữa con đi giờ là hôm nào con bị đói không? Dạ không. Ăn cơm no không? Dạ no. Ngon không? Dạ ngon. Ngon bằng ở nhà không con? Dạ không. Không sao kỳ vậy, đi chơi phải vui phải ngon hơn nhà chứ. Hả? Có canh không? Có đầy đủ không? Dạ không. Đi có ai động viên là khỏe không? Ăn nhiều nên cố miếng nữa không? Có không? Dạ không. Ở nhà có ai nói không? Ở nhà ba mẹ mọi người có nói là ráng ăn miếng nữa cho mập không? Dạ có. Ờ, mà đi là không được ha. Con đi như vậy giờ con thấy sai đúng nào? Dạ sai. Con nhìn chú nào. Nhìn chú. Đi như vậy sai đúng? Dạ sai chú. Ừ, con đi cho mấy tháng tất cả là con nói chú nghe. Dạ 2 tháng rưỡi. 2 tháng rưỡi nha. Con đi những đâu? Dạ con đi qua chỗ đốc còn thích con lạnh. Cầu đốc, còn là con đâu đi xuyên tỉnh luôn. Đúng không? Từ tỉnh nọ con đi xin băng rừng lội suối qua tỉnh kia luôn. Có ai đánh đập con không? Dạ không. À. Thế những ngày qua là có ai cho tiền để mua đồ ăn, mua nước uống không? Dạ có. Cho nhiều không? Dạ nhiều. Đâu là còn dư nhiều cho chú mượn ít nào? Dạ cũng hết rồi. Ăn hết rồi hả? Thế con có tính là con đi tiếp không? Dạ con tính là con lãnh luôn. À, con lãnh luôn, ở con lãnh ở với ai? Dạ, ở với mấy đứa bạn. Ở mấy đứa bạn? Bạn tốt hay là ba mẹ tốt? Dạ, ba mẹ tốt. Ba mẹ tốt sao không ở ba mẹ mà đi với bạn, ở bạn chi? Bạn hôm nay nó thích cho mình ở, mai nó đuổi mình, nó cút luôn. Mày cút về đi thì sao? Dạ, nó không đuổi. Ở nó không đuổi, một ngày nó sẽ đuổi. Một ngày không sao nó sẽ đuổi luôn. Tranh nhau miếng mồi thôi, là miếng thằng ăn thịt nhiều, thằng ăn thịt ít nó đuổi luôn. Mày ăn tham quá, mày ăn nhiều quá, đuổi luôn. Rồi, đến lúc bây giờ nhục không? Đúng chưa? Đúng. Nhưng ba mẹ đâu có đổi đuổi như vậy. Đúng không? Ba mẹ thấy con ăn được không bao giờ đuổi con. Chú nói chuyện nghiêm túc đó. Mà ba mẹ cũng không bao giờ đuổi con để con đi luôn. Nhưng ba mẹ nhiều khi ba mẹ có chửi con đó. Đúng chưa? Đúng. Vì mình hư hoặc mình hỗn hoặc mình không nghe lời. Phải không? Phải. Vì ba mẹ là sinh ra mình. Người ta lớn tuổi hơn người ta phải nói chuyện đúng, không nói chuyện sai được. Vậy con đi vừa rồi con đi chân đất hay đi dép? Dạ đi chân đất. Dép này mới mua hả? Dạ. Ai mua cho con đấy? Dạ ba. Ba hả? Sao ngoài đường sao con xin bố ông mua cho tôi đôi dép? Ngoài đường đó mấy ông ngoài đường đó. Ừ? Dạ người ta không mua. Người ta mua thế ba mua luôn hả? Thế bây giờ quý ba không? Ba về ba có hỏi thăm con không? Dạ có. Có hả?
Bây giờ thương ba không? Dạ thương. Thương quay ra nói chuyện với ba đàng hoàng. Con yêu ba, con thương ba đây, mai mốt con đi nữa. Quay sang Nguyễn Văn Có đâu rồi? Dạ. Quay sang nói chuyện với ba. Bỏ thùng xuống. Bỏ thùng xuống, nói chuyện ba nghiêm túc. Dạ. Quay sang nói chuyện ba, xin lỗi ba đàng hoàng. Mai mốt con hứa con đi nữa. Quay sang ôm ba. Bây giờ biết lỗi sai rồi, nhận sai. Ôm ba đàng hoàng. Ôm sang nói chuyện ba, thân thiện vào. Quay sang con. Hứa nha. Quay sang. Mỗi mốt mà đi lần nữa là mấy chú gặp là mấy chú đưa đi vô trong tù luôn á. Đi 3-4 năm luôn á. Dạ. Là tới đó là không có nhìn trả con nó đâu. Cho biết. Nguyễn Văn Có rồi. Dạ. Quay đây nhìn chú, không có nhìn đất. Nhìn đất làm chi, giáp mới rồi. Thấy rồi. Nhìn chi. Nhưng mà những ngày vừa rồi có bị nước mưa ướt người không? Dạ có. Có đi tắm mưa không? Tắm mưa mấy lần rồi. Có bị cúm không? Bị bệnh không? Dạ không. Ồ, chưa bị đấy. Bị lần chắc là xuống sông luôn, xuống cá sấu ăn luôn. Người ta dục cũng cá sấu luôn. Ai mua thuốc cho chữa? Bậy mai mốt hứa không đi nữa không? Dạ. Hứa ba đi. Xin lỗi ba đàng hoàng, nghiêm túc. Hứa ba mốt con đi nữa. Con ở nhà phải vâng lời nghe không? Cố gắng nha. Phụ gì phụ nấu cơm. Quét nhà, dọn nhà, rồi chén, rồi đồ. Đúng không? Dạ. Chịu khó dáng em. Đi như vậy là không tốt đâu, đi là thành người xấu. Nhớ chưa? Mình có nhà, có cửa, có ba mẹ, đi bồi chi, có chỗ ăn, chỗ ở rồi. Bé gái bên này cũng vậy, có ngoại rồi. Đúng không? Đi chi nữa không? Con mà đi là nó hấp riêng con luôn á. Nha. Về là bụng to luôn, là thấy cảnh luôn. Là ngoại nhận ông da, má nhận ông khỏi da luôn. Nha. Chúng nói chuyện nghiêm túc, không giỡn đâu nha. Rồi bây giờ là mình đi như vậy là hai đứa. Đúng không? Thấy là cái việc làm và hành động của mình nhà mình bỏ đi như vậy là sai đúng. Bây giờ chú hỏi lại. Dạ sai. Rồi Nguyễn Văn Có sai đúng. Dạ sai. Hứa với các chú là mai mốt không đi không? Dạ. Hứa đi, hứa nhìn mặt chú này nè. Dạ hứa. Con hứa với chú là từ nay con không đi nữa. Dạ hứa chú. Chắc chưa? Dạ. Rồi nhớ nha. Rồi mai mốt này có gì khó khăn thì các chú giúp, nhưng không được đi. Còn đi thì chú mà bắt được chú tóm được là thua luôn đó. Mà người khác tóm được là con biết rồi, là vào thùng nước đá luôn. Nhá. Được chưa? Dạ được. Thôi giờ về đi nghe lời ba nhé. Dạ kính thưa cô chú anh chị bạn, đây là một cái câu chuyện thực sự là rất đau lòng. Vì những cái câu chuyện này trong thời gian vừa qua xảy ra rất nhiều. Anh em Hiệp Chí Bình Chương đã giải cứu và giúp rất nhiều các thiếu nữ và các thanh niên tuổi đời rất nhỏ đã quay trở về cùng với gia đình. Đặc biệt hôm nay thì đây một cái câu chuyện là nó cũng có một cái lý. Bởi vì trong cái lý đó thì rất nhiều thanh thiếu niên hiện nay chưa hiểu biết được và suy nghĩ thấu đáo. Cũng như bé gái 13 tuổi chia sẻ là vì một cái câu chuyện không đáng có, cho nên là không biết nói chuyện mà chia sẻ tâm sự cùng ai, quyết định rủ một người em của mình để lên đường xuyên tỉnh và dầm mưa dãi nắng trên 2 tháng qua. Thì anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đăng thông tin lên thì cũng rất may mắn là cuối cùng về sau được một gia đình giúp đỡ và báo tin cho anh em Hiệp Sĩ Bình Dương để anh em Hiệp Sĩ Bình Dương ghi nhận và báo tin gia đình. Hiện nay thì gia đình đã đưa các con và cháu quay trở về. Dạ câu chuyện này thì nó là bây giờ đến giờ phút này là cũng rất may mắn rồi, rất mừng rồi. Hiện nay thì nói chung là các bé hiện nay vẫn ổn, không có gì nghiêm trọng xảy ra, đúng không ạ? Rồi em có điều nào em muốn cảm ơn anh em Hiệp Sĩ Bình Dương cũng như cảm ơn các cô chú anh chị tất cả trang mạng xã hội không? Dạ hôm nay em cũng đến đây chỉ là cảm ơn anh Hải và các anh em của anh Hải với cộng đồng mạng, nhờ mấy anh với mấy anh hiệp sĩ đồ của anh Hải kiếm được với cộng đồng mạng kiếm được hai đứa cháu, nay hai đứa cháu quay về được với gia đình, em xin cảm ơn. Rồi cuối video này anh xin phép được thay mặt đội Hiệp Sĩ Quân Thủy Dương anh chúc em ấy cùng với toàn thể gia đình các con cháu của mình luôn luôn mạnh khỏe. Được. Hy vọng trong thời gian tới thì gia đình mình hiểu nhau hơn. Được. Nha, chăm sóc bé, để ý quan tâm nhiều hơn. Bởi vì trong cuộc sống thì đôi khi là nhiều lúc cũng rất khó khăn, nhiều khi là cần phải kiếm tiền để sinh nhai cuộc sống, đúng không ạ? Nhưng trong lúc nhiều khi tiền có thể là chưa là không thể là mua được hết tất cả. Nếu như con và cháu của mình mà đi mà không may mà gặp cái điều gì xấu nhất có thể xảy ra thì tiền bao nhiêu tiền thì chăng nữa đến lúc bây giờ thì chắc chắn là không đánh đổi được. Nhưng mà đây rất may mắn là câu chuyện là hiện nay anh em Hiệp Sĩ Bình Dương đã biết được thông tin con và cháu mình đang ở đâu. Anh em đã liên hệ cho gia đình gì? Hiện nay đưa con và cháu quay trở về rồi. Thì anh chúc gia đình mình thành công nhé. Thượng lộ nha ha.
Dạ, xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị bạn trong những video tiếp theo.